Xin chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264 thì chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Còn lần nữa tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm và chương trình đây là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình. Thì quý vị có thể gọi vào đài qua cái số điện thoại trên đài là 714-893-3264 thì chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Chúng tôi muốn nhắc là có một cái thông báo đó là vào thứ năm tuần sau, tức là ngày 25 thì tháng 10, từ 5 giờ rưỡi tới 8 giờ thì chúng tôi có một cái buổi hội thảo miễn phí về luật pháp, và trong cái buổi hội thảo đó sẽ được tổ chức ở Westminster Community Services Room, là ở địa chỉ là 8200 đường Westminster Boulevard, thành phố Westminster. Thì từ 5 giờ rưỡi tới 8 giờ đó thì chúng tôi sẽ nói về vấn đề, thứ nhất chúng tôi làm miễn phí về vấn đề những cái giấy ủy quyền về y tế và hậu sự cho quý vị tham dự. Chúng tôi cũng sẽ nói về giấy ủy quyền dài hạn, tức là Durable Power Attorney về tài chánh, cũng như cái hoạch định di sản cho cái người qua đời, cũng như cái thủ tục mà thừa hưởng tài sản của tòa, thủ tục probate. Chúng tôi cũng sẽ nói về vấn đề luật ý quyền, conservatorship, cũng như là chúng tôi nói những luật mới về Medi-Cal và Medi-Cal Recovery. Yeah. Hello, chúng tôi nghe đây. Dạ, chào luật sư. Dạ, chúng tôi luật sư, em tôi nghe đây. Dạ, em có câu hỏi là đứa em gái em, để em biết trong tương lai em phải đối phó như thế nào á. Nó với thằng chồng nó chạy trên freeway, thì có một thằng Mỹ nó ở trong, nó chạy ra, nó chạy, nó đâm vô cái đầu xe, thì ngừng xuống, nó có vẻ say rượu, nó đi loạn trạng, rồi nó xuống nó bully dữ lắm. Thì thằng em rể nó biểu em gái em là vô xe lỡ sợ nó có súng nó bắn á, xong cái nó bỏ nó chạy đi. Vậy thì trong trường hợp, trong tương lai mà nếu em gặp những trường hợp đó, em phải đối phó như thế nào? Em xin tắt phone nghe luật sư giải thích trên Trong trường hợp mà nó đụng mình, mà nó bỏ nó chạy đi đó, thì cái dữ kiện quan trọng nhất đó là mình lấy cái bảng số xe của nó, xong rồi mình gọi 911, mình report cảnh sát là hit and run. Còn nếu mà nó xuống nó bully, nó nói lỗi của mình, mà trong khi nó bên trong nó kiểu như nó say rượu, nó hangover from the day before đó, thì nó mình chuyển liễn lắm, rồi nó bị đổ thừa mình, rồi sợ nó có súng trong xe nó bắn mình á, cái cuối cùng nó bỏ xe nó chạy luôn, nó lái xe nó chạy luôn. Thì bởi vậy tôi vừa mới nói đó, là mình phải làm là mình report với cảnh sát, mình lấy cái bảng số xe của nó, tại vì nó chạy luôn mà mình không có information, gặp cả ngàn chiếc xe chạy trên đường, làm sao mà cảnh sát bắt được. Thì khi mình lấy được cái bảng số xe của nó, mình report là hit and run, và mình cũng có thể gọi cảnh sát là cái người lái xe đó có vẻ như là bị lái xe say rượu đã đụng mình, thì chắc chắn đó là cảnh sát sẽ theo đuổi cái người đó. Và chắc chắn là cảnh sát nó sẽ chờ đến ngày khi người đó về tới nhà, là nó chờ ngay tận nhà đó. Ok, thì đó là cái mình nên làm. Một lần nữa đó là khi mình gây ra tai, mình có cái tai nạn, mình sợ rằng bên kia bỏ chạy, thì cái information mà quan trọng nhất mình có thể lấy đó là cái license plate của cái xe của họ. Đồng thời nếu có thể cho nhớ được cái description, chẳng hạn xe màu gì, xe sedan hay là xe SUV, xe hiệu gì chẳng hạn, thì cái đó nó rất là quan trọng để cho cảnh sát có thể truy lùng cái người đó. Còn mình á, thì đương nhiên mình không có nên cãi lộn với cái người mà đối phương. Và nếu mà họ thấy họ bạo động thì cái việc mình nên làm là mình gọi 911. Vậy thôi. Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, không có chi anh. Dạ, chào anh. Dạ, trong một cái sẵn đây. Hello, chúng tôi nghe đây. Hello, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello. Dạ, thưa, chào luật sư. Dạ, xin dạ, lỗi, chào tôi tên là Công ạ. Dạ, chào anh Công. Dạ, tôi có cái câu hỏi này, tại vì mình cũng có, giống như những cái người khác là có cái visa nhỏ nhỏ, công nhận visa MasterCard. Dạ. Yeah. Thì mình có một số khách hàng mình muốn bán, nhưng mà họ tới rồi một lần, hai lần, thì mình thấy họ quen, rồi họ đưa cái điện thoại ra, họ mua đồ của mình, mà họ đưa cái Visa MasterCard qua cái picture của cái điện thoại iPhone.
Dạ, rồi thì mình vẫn nhận, nhưng mà trên cái visa MasterCard có tên của người ta luôn. Nhưng mà tại vì mình cái thẻ nó không có đó, rồi mình chạc rồi thì vẫn go through. Tiền nó vẫn, ngày hôm đó nó ok, nhưng mà 2-3 tuần sau thì lại bị dispute là số tiền nó không phải là của người đó trả mà của người khác. Thì không biết là bây giờ mình có cái hình của có bằng lái của cái người mua, thì bây giờ không biết làm sao để mình lấy lại cái tiền đó, thưa luật sư giúp giùm. Pháp luật nếu mà ở như vậy thì anh chỉ có nước là anh kiện họ qua small claim thôi. Nhưng mà next time đó thì anh nói là anh có cái hình cái bằng lái, cái copy của travel license phải không? Anh hình đó là hình chụp hay là anh có kêu họ đưa cho anh cái travel license của họ không? Dạ, anh có chụp họ không? Tới tận tiệm mình đưa, họ đưa cái travel license của mình rồi mình copy ngay cái travel license của họ. Anh có copy cái travel license của họ. Thì bây giờ đó, với cái travel license của họ thì trong cái travel license nó có địa chỉ, thì có nước anh chỉ có nước kiện họ qua small claim thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Mà họ đưa cho mình rồi cái thẻ credit card đúng là tên họ luôn. Dạ, yeah. Nhưng mà next time thì anh phải cẩn thận hơn thôi. Trong cái trường hợp đó yeah. Có thể là anh phải gọi có nhiều trường hợp chẳng hạn để họ có thể anh sẽ liên lạc với lại credit card and ask for authorization trước khi mà như nào chạc, nếu mà anh có sự nghi ngờ. Đương nhiên cái chuyện đó hơi phiền cho anh, nhưng mà thực sự ra nếu mà cái món đồ đó có đắt tiền và anh cũng có cái sự, hoặc là anh có sự nghi ngờ, thì anh có thể liên lạc với lại bên cái credit card để mà anh ask for authorization trước khi mà anh charge nhé. Ok, cảm ơn anh. Dạ, yeah. Cảm ơn. Hello, dạ tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ, chào luật sư Liêm. Dạ, chào bà. Em có câu hỏi đó là nếu mà một người mướn nhà đã dọn ra 2 tháng, khi mà đi á có để lại một vài cái số lưu trời nhỏ, thì đã giao chìa khóa cho chủ nhà 2 tháng rồi, thì cho đến bây giờ họ lại kêu là trở lại để dọn mấy cái furniture đi ra, thì bây giờ vậy có đúng không luật sư? Dạ đúng, tại vì bề nào cũng là đồ của họ thì bà cho họ lấy đi. Thật ra đó, khi mà họ dọn ra đó thì bà phải cho biết đó là họ, nếu họ có để lại đó thì bà chỉ giữ lại 15 ngày mà thôi, bà bỏ trong cái garage. Sau đó đó, nếu mà họ không có lấy đó là bà sẽ có quyền bà bán cái đó, bị trả, hoặc là không là bà tính cái tiền storage của cái món đồ đó. Còn bây giờ bà để đó thì maybe bà cũng có thể tính cái tiền storage của họ, mà bà phải store mấy cái furniture của họ trước khi họ lấy. Tại vì họ lẽ ra khi họ dọn ra là họ phải lấy đồ. Bà cũng, tôi không biết tại sao mà bà để. Thường thường cái khi họ dọn ra bà, họ cho bà notice đó, thì bà cũng phải cho biết là dọn là phải lấy đồ ra. Còn không lấy đồ ra tôi chỉ giữ nhiều lắm là 15 ngày. Còn nếu không ấy là tôi, hoặc là tôi liệng thùng rác, hoặc là tôi cho donation goodwill, hoặc là không tôi giữ thì tôi sẽ charge cái tiền storage fee. Nhá. Tức là okay. Cái người mà mướn nhà phải dọn đi hết với họ. Trên nguyên tắc khi họ dọn nhà là họ phải clean up, phải giao hết cho bà chứ. Chứ đâu có để mà để lại. Còn nếu họ để lại đó, cái luật đó bà chỉ giữ nhiều lắm là 15 ngày thôi. Ok. Dạ, yeah, yeah. Okay. Rồi, yeah. Cảm ơn luật sư. Yeah, cảm ơn bà. Hello, giờ tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello, dạ chào luật sư. Dạ chào cô. Em định hỏi luật sư chứ bây giờ mình ở Cali mà mình qua du lịch bên Âu Châu chẳng hạn, như mình qua du lịch bên Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, mình có thể dùng bằng lái của Mỹ xài được không luật sư, hay là mình phải thi bằng lái quốc tế ở đỉnh để mình dùng? Tùy theo cái hãng mà cho mướn xe. Một số hãng mướn xe đó có thể nó sẽ đòi cô là phải có bằng lái quốc tế. Dạ. Yeah. Còn số hãng quốc xe thì nó cứ cho mình dùng cái bằng lái Cali cũng được, tùy theo à. Trong quá khứ thì khi tôi đi qua Âu Châu đó thì có trường hợp đó, nó đòi phải có bằng lái quốc tế nó mới cho mình lái. Nó mới ấy. Còn có những số trường hợp thì nó cái bằng lái bình thường, chẳng hạn Cali nó cũng cho mình lái như thường. Thật sự cái luật nó cũng giống nhau chứ không có khác nhau nhiều lắm. Mà em lái xe của đứa cháu á. Dạ. Yeah. Không biết được không, cháu ruột mình chứ mình không có mướn. Dạ. Vậy mình nếu mình muốn lái bằng lái của quốc tế,
mình xuống DMV mình thi hay sao luật sư? Tôi cũng cái đó để tôi phải hỏi lại, tôi phải phải coi lại đó, tại vì à, cho bây giờ tôi cũng không có lấy cái bằng lái quốc tế đó, thành ra tôi không biết thủ tục có thể là và để tôi phải coi lại cái thủ tục sao, chứ tôi bản thân tôi thì tôi cũng đi du lịch nhiều á, nhưng mà thường thường qua Âu Châu cũng nhiều khi cũng mướn xe, nhưng mà đa số tôi chỉ dùng bằng lái Cali thôi chứ không có lấy bằng lái quốc tế, và thành ra cũng không biết cái thủ tục sao. Mình nộp quê với cái anh em đưa xe cho ông xã, em lái bên Thụy Điển á, giảm dịch lại, nếu là lái gì chắc không đúng luật, muốn hỏi luật sư cho biết để lần tới mình tới đừng có lái như vậy kỳ. Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều, để cái gì nào em gọi lại em hỏi luật sư vấn đề mà khi bằng lái quốc tế mình phải làm sao ha. Dạ, cảm ơn em. Chào em. Dạ, cảm ơn em. Đến đây thì chúng tôi phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Thành ra quý vị chờ đường dây thì tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình. Chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị.